Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7 đến 10. Từ chiều ngày 5 tháng 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 đến 4 mét, riêng khu vực phía đông bắc sóng cao 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 6 đến 8 mét. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ vĩ bắc, 120,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo ngày 6 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, cách Quảng Đông, Trung Quốc khoảng 190 km về phía đông đông nam, gió mạnh cấp 11 đến 12, giật cấp 14. Đến ngày 7 tháng 10 Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/h trên, trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, gió mạnh cấp 9 đến 10, giật cấp 12. Ngày 8 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5 đến 10 km/h trên, trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu.